Đang mến chào quý vị chú bác gần xa và anh chị em nông nghiệp nha. Giờ này tiếp tục đi thăm bẫy nữa cái nhà ơi. Giờ này thăm bẫy lần thứ hai các bạn. Chưa thăm dắt chưa các bạn ơi. Hồi sáng mình được nhiêu đây các bạn. Đây các bạn. Hồi sáng mình được nhiêu đây các bạn ơi. Đây cái này cái clip hồi sáng các bạn. Cái clip hồi sáng được nhiêu đây các bạn ơi. Giờ này mình đi thăm chắc cỡ 25 cái nữa các bạn. 25 cái nữa các bạn ơi. Trưa nay mình đi thăm 25 cái nữa. Đầu ngày mình cũng như cũ các bạn. Lúa. Đây. Lúa, nước, chuột. Cũng như cũ các bạn ơi. Em mời các bạn đi theo mình thăm bẫy nha các bạn. Đây. Ở trong đây mình có một cái đây các bạn. Cái này là cái đầu tiên của buổi chiều hôm nay các bạn ơi. Hồi sáng mình thăm 20 cái, mất hết một cái rồi các bạn. Hồi sáng không có dính nhiều nữa. Không có... ấy. Hồi sáng không có dính hàng khủng khủng. Cái này không có thấy động tĩnh hết chân ta. Nhiều luôn. Rồi chuột còn y thinh luôn các bạn ơi. Rồi mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Cái này là cái thứ hai. Cái thứ hai của buổi chiều hôm nay. Có gì không đây? Bộ hổ mình đặt ở tuốt ở trong đó các bạn. Trong bụi tre đó các bạn. Mà kiến quá trời kiến luôn. Mình dời ra đây các bạn. Mình dời ra đây đây. Cái này có gì không đây? Không thấy cất đá chân đây. Rồi nhẹ hiểu luôn. Chuột còn y thinh luôn các bạn ơi. Lúa còn y thinh luôn. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Rồi sau 2. Rồi ta vô bẻ dừa các bạn ơi. Rồi cũng có dính em hoa hành các bạn. Đây. Rồi em này hình như cũng trọng các bạn ơi. Em này kẹt đầu luôn các bạn. Trọng trọng mà kẹt đầu luôn các bạn ơi. Còn sống không? Ồ, em này còn sống các bạn. Em còn sống các bạn ơi. Mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Em hoa hành này mình chưa bắt ra các bạn. Mình thăm cái này xong mình bắt ra luôn. Để có gì không đây. Thấy trong trường. Rồi nhìn hiểu luôn các bạn ơi. Chuột còn luôn các bạn. Mình ốp máy luôn các bạn. Em hoa hành đây các bạn. Em nói đây các bạn ơi. Mình bắt em nói ra luôn các bạn ơi. Mặt ngu vậy. Ó chuột à. Được mất. Đây, em nói ra đây các bạn. Thôi mình bỏ vào lưới mình đi tiếp các bạn ơi. Mình ở máy luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn. Trong đây người ta xịt thuốc cỏ các bạn ơi. Ở trong đây chắc mình dời luôn quá các bạn. Ta xịt thuốc cỏ trơn rồi các bạn ơi. Này cũng ngon lắm. Người ta xịt thuốc cỏ rồi. Có gì không? Đợt này hình như nặng nặng các bạn ơi. Con gì đây? Con gì dòm chưa thấy. Ồ, không ngỡ các bạn ơi. Đây. Em nói dằn nghính luôn các bạn. Em không ngỡ dằn nghính luôn các bạn ơi. Thôi mình ốp máy luôn các bạn. Đây các bạn, em nói đây các bạn. Mình bắt em nói ra luôn các bạn ơi. Ồ, em này ra luôn, tự ra luôn. Đây.
Đây các bạn, em nói ra luôn các bạn ơi. Quá sướng các bạn. Dàn khè luôn các bạn ơi. Rồi mình ốp máy luôn các bạn ơi. Đây cây tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Bánh mì Sài Gòn ấy các bạn. Rồi tiếp tục xuống đây mình con cá luôn các bạn ơi. Cái này trứng vừa chất quá kìa. Trứng này có gì không đây? Trứng này có gì không? Ồ mình thấy cứt rồi các bạn. Thấy cứt trắng trắng các bạn ơi. Đây cứt em nói đây các bạn. Trắng trắng các bạn ơi. Bự không? Khủng khủng rồi. Khủng rồi. Ồ em này cũng nhỏ các bạn. Đây em nói đây các bạn. Em này cỡ 300g các bạn ơi. Đây, cũng sướng các bạn. Mình ốp máy luôn các bạn. Đây các bạn, em nói đây. Mình bắt em nói ra luôn các bạn ơi. Mình chiêm nghiệm mình bắt luôn đi. Em nói ra đây các bạn. Quá sướng luôn các bạn ơi. Đây. Đây. Đây mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Được. Đường này quá trời gai luôn các bạn. Có gì không đây? Không thấy động tĩnh hết trơn nha. Ồ, lần này nặng các bạn. Còn gì đây? Dương cái gì đây? Ồ, một em hổ ngựa nữa các bạn ơi. Em hổ ngựa đen luôn các bạn. Đây, nó đây các bạn. Mình ra ngoài mình bắt cho các bạn xem nha. Đây các bạn, em nói đây các bạn. Em hồn ngựa các bạn ơi. Mình bắt em nói ra luôn các bạn ơi. Ồ, em nói ra luôn các bạn. Hey, giờ. Đây, em nói ra luôn các bạn ơi. Thôi mình ốp máy luôn các bạn ơi. Đây cái tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Này bơ hổm dính được em hành các bạn. Đợt này không biết có gì không đây. Đợt này thấy cứt đáy hết trơn. Không thấy đá nhẹ hiều luôn. Rồi chụp còn ý thinh luôn các bạn ơi. Mình ốp máy luôn các bạn. Tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Ủa hình như cái này mình dậy gì ta. Bữa hôm nước ngập dậy gì rồi. Rồi phải rồi mình dậy cái này. Rồi tiếp tục bên đây mình có cái luôn các bạn ơi. Người ta cắt cỏ trống trơn các bạn ơi. Chúng ta thấy bẫy mình không? Ồ, bẫy còn các bạn. Bẫy còn này. Có nhân đây. Nặng nặng cái. Ồ, nặng các bạn ơi. Ồ, em hóa hành luôn các bạn. Ồ, em hóa hành. Đây, em nói đây các bạn ơi. Em nói đây các bạn. Sướng sướng rồi. Em này cũng 300g các bạn ơi. Mình ốp máy luôn các bạn. Rồi tiếp tục trong đây mình có cái luôn các bạn ơi. Cái này là cái huyền thoại của mình nữa các bạn. Đi đâu cũng nhớ cái này hết trơn các bạn ơi. Rồi cái này không có luôn. Ố có. Có em hoành luôn các bạn ơi. Chẳng là có. Em này hơi nhỏ các bạn. Đây. Em cỡ 200-250g 300g các bạn. Em nói đây các bạn. Đây quá sướng luôn. Rồi mình ốp máy luôn các bạn ơi. Rồi, trong đây mình có cái luôn các bạn ơi.
cái này cũng là cái cuối cùng các bạn, cái cuối cùng. Với hai con hoa hành nãy mình chưa bắt ra các bạn ơi, mình thông cái này xong mình bắt ra luôn. Cái này bữa hổm dính được con hoa hành bự nè các bạn. Bên này có gì không nè? Ồ, ồ. Thế rồi. Tại sao? Nó vô lần cặp luôn các bạn ơi. Nhưng mà một em chết một em kẹt đầu các bạn. Đây. Đây các bạn ơi. Một em chết một em kẹt đầu luôn các bạn ơi. Trời ơi trời. Em này cũng bự các bạn, kẹt đầu một bự. Đây mình xử lý em nó cái các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình bắt ba em nó ra luôn các bạn. Ba em hỏi hành ra luôn các bạn ơi. Sướng quá các bạn. Bắt em này ra chắc đi. Em này nếu mà không chết cũng được. Cũng được 4 em các bạn. 3 cái 4 em à. Vô cặp mà chết hết con các bạn. Đây em nó ra các bạn ơi, một em nó vô tới phụ cái mỏ luôn các bạn. Mình bỏ vào lưới mình bắt hai em kia ra luôn. Một em mình bắt em này ra luôn các bạn ơi, em này cũng nhỏ các bạn. Một em nữa các bạn ơi. Em nói ra luôn các bạn ơi. Đây. Sướng sướng sướng. Hai em. Đi. Vô đi. Em này ra luôn. Em này dễ ta, dễ thương quá, ga dễ ga quá. Mình ốc máy luôn các bạn ơi. Đây ba em. Rồi các bạn ơi, mình vừa về tới nhà luôn các bạn. Đây mình tổng kết gắn buổi chiều của mình đây các bạn. Buổi chiều mình được như đây các bạn ơi, chắc cỡ 3 ký mấy ha, 3 ký các bạn ơi. Buổi chiều mà hơi nhỏ nhỏ các bạn. Đây buổi chiều mình được như đây các bạn ơi. Yeah, cái túi này túi hay sáng các bạn. Hay sáng mình được nhiêu đây các bạn. Này, được mấy con nhỏ nhỏ các bạn ơi, được con hó hèo hay sáng. Như buổi chiều mình được nhiêu đây nữa các bạn, được 2 túi. Bữa nay tính ra được 2 túi mà không đầy các bạn ơi. Đây, mình chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé các bạn.